Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tú Nguyễn Cuộc Sống ở Trung Quốc. Mình xin kính gửi lời chúc chân thành đến tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn bè. Mọi người đang đón Tết ở Việt Nam hay là mọi người đang đón Tết xa nhà, thì kính gửi lời chúc mừng năm mới. Chúc mọi người năm mới với nhiều sự thành công, vạn sự như ý, an khang, thịnh vượng. Và chúc mọi người luôn có nhiều sức khỏe để mà hoàn thành, đạt được những cái mục tiêu trong năm mới. Chồng của mình đó, nói là hôm nay thì anh cũng sẽ tạo một sự bất ngờ cho mình. Thì tí nữa đây thì mình sẽ cùng chia vui với mọi người. Chồng mình về. Mì hồi lo. Chồng mình với con gái mình đi ra ngoài đi dạo. Nhi mãi trước mà tua tung xe. À, tùy, thật là tùa. Bây giờ chồng anh sẽ mở món quà chồng mình mua tặng cho mình nha mọi người. Ta mua được cái quà, hôm nay vừa đến. Cũng không biết là vợ thích không thích. Con chuột có thể treo trên cửa sổ. Chính là cái này. Dây chuyền mọi người ạ, mua tặng cho mình một cái dây chuyền. Ở ông với sao mà chịu? Cái này họ bỏ nước hoa hay là cái gì vô cái hộp này rất là thơm mọi người. Mà cái hộp cũng rất là đẹp luôn. Xin xin nhỉ, lão bố. Không khách gì. 带上来能有点味道，香味。 我老公说，就是给钱就花了就没，但是礼物永远都在呢，都想起来人送的礼物是吧？对，送东西不能送钱，送钱花了他就把这件事情忘了，你知道，你只有送一个特别有意义的东西。 每次看到他都能想起你这样的东西才值得送。我很喜欢这个礼物。我是根据你的性格，我自己选的蓝色。是吗？我就是挺喜欢的。对，我也猜对了。其实有好几个颜色，我觉得你应该会喜欢这个颜色，所以我就真的。我看这个挺好看的，蓝色的挺喜欢的。喜欢就好。 有些人喜欢红色，但是我喜欢就静静的颜色，跟这个一样的。对，有好几个颜色，有白的、红的，还有那个叫什么 purple，紫色，还有这个蓝色。哥的话应该会更喜欢蓝色一点，我就买的蓝色的。紫色，那你应该也挺懂我的。那怎么能叫应该挺懂？本来就懂。 我知道了，你的心意我就收到了，礼物也收到了。不再关心我的世界下了雨，像风吹过八千里，有人和月都曾爱过你，可是潮汐干涸在有情人的海底。你只要把这当家，哪里都是你家，只要有我在就是你的家。 嗯，结果这最伤人语句。
今天我没戴眼镜是吧？对啊，没戴眼镜更帅啊。没有没有。